Ion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Yeah. Anh với rap có một tình yêu này là ngay từ bé, nó có một điều ước, vợ tương lai ở nhà để cắm cơm, còn rap với em là bát phở nhiều nước. Rap cũng chỉ là món ăn tinh thần mạnh, có thể ăn được cả đời thay cơm. Ngoại tình với rap mà là để vợ phát hiện, nó chỉ là nút tắt giúp cứng cay hơn. Viết nhạc là trang nhật ký để ghim giữ lại những mảnh tình vương. Tình ca giúp anh bật mí để anh thổ lộ với cả người mình thương. Anh muốn kể vai sát cánh cùng người anh em tên là Nguyễn Đình Dương, để khi bước lên sân khấu phải còn là mượt mà như là lúc nhìn gương. Nếu em muốn anh bỏ thì bảo anh đích xẻ áo mà ú đi, hãy để anh được rap để nóc anh tăng diện tích và chu vi. Nghĩ đến bạc cả đầu mà từ điển của anh không có từ bỏ. Anh yêu rap từ nhỏ vì thứ anh tạo ra là để cho đi. Bỏ vào mồm, đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, để chê anh bỏ ngoài tai lời nhà anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, bỏ khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ hay để nhỏ cái mồm. Bỏ khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ bảo nghề này khó cực nhăn nhó sao không bỏ. Điểm thật nhiều mặt tay xanh ngày ngồi làm tiếp đến khi mắt đỏ. Anh bảo nó anh không bỏ được thì từ bé gấp vòng cái ngày chạm vào tim người khác, thay vì chạm tay vào mây trầm tâm dù ít nhưng cũng được khoe với mẹ là thằng có năng kiếm ra tiền, mang cái hương vị giới trẻ âm thanh mới mẻ bằng tiếng ba miền. Mong mẹ yên tâm ngàn lần, còn toàn chơi với dân đang hoang, sáng tạo những trang toàn vần còn tối lại mơ giấy chân toàn vang. Anh bỏ rap là nhìn ngưỡng mơ mà bỏ cái cồn, anh bỏ rap đi chú trong xe mà bỏ cái đồn. Anh bỏ rap là như Hà Nội này mà bỏ cái nồm. Nói chung em bảo anh bỏ rap á, bỏ là bỏ cái hồn. Họ thấy anh như Vinh khuất, anh cháy hết mình ở trong quá lâu. Họ nói anh give it up, anh lắc đầu trả lời là không quá đâu. Anh có bỏ thì chỉ bỏ cái giá phải trả để cho thành công đến màu. Vì rap thì anh không còn đếm được những thứ anh phải bỏ lại. Vì sao anh bỏ con quay lại với thợ cầm đồ để machi ớt chơi lại con bi. Anh bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn lại cùng pháo làm mấy con hit. Anh bỏ học phí là đóng cho sếp anh bởi vì anh đã từng thân thiết. Anh bỏ sân si sang lúc đi chúng nó nghĩ anh là một công việc. Anh bỏ cơm bữa và còn hơn nữa để flow nghe ngọt mượt như bơ sữa. Anh bỏ giấc ngủ để những ấp ủ ở trong tương lai sẽ không chỉ còn là mơ nữa. Nên là bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, lời chê anh bỏ người ta, lời nhạc anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ hay là nhọc cái mồm. Bỏ khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ hay là Tết ơi, Tết cuối cùng là như nào? Chắc anh đến lúc này rồi bỏ nhở? Nhưng mà bỏ vào đâu? Bỏ vào đâu á? Bỏ vào mồm. Nơi ta sống dân cư không đông, quý chồng nhau hết tấm lòng. Nơi ta sống hơn cái cơm và lao động, chứ không phải là đơn giản để chấm công. Thì sáng dậy sớm gán cày guốc để mà có chiếc cơm ăn vào ấm lòng. Và họ coi nhà là tổ ấm chứ không phải là nhà giam để cấm còng. Thì á dân chờ đông bóp mẹ trần đông lúc mà ngoài đông cho bàn tay của ai dòng gió ngã thiêu ta tiếc qua hoài xa lại ca năm mấy con dê. Nên ta sống mong chặt ta chạy à, tổ tông cấp công gầy vẫn bao nhiêu xương máu chứ công thầm nặng để có chỗ hôm nay người đứng nên biết ơn chứ không nguy bưng. Đó là công biết bao người dẫn vì người ta đã bất công cho người đang bất động cuộc sống cái bất tranh cho người dân đang thất vọng. Đây là khu ta sống ra thiệt đường chưa có nhưng tâm ta sáng, đây là khu ta sống nè. Không có con đường để đi lên đi xuống nhưng mà nơi ta sống không ai đang vang ho vẫn nghiêng ngang trên cánh đồng. Điều mà hiên ngang trong chắc hai vai không ai gánh đồng. Tìm vùng đất lành cho những kẻ còn tha hương thì cuộc sống màu hương, cho những đứa trẻ mồ côi đang trở thành con mồi, cho những điều màu đen tối diễn ra trên đời. Nơi ta sống họ coi tên là giấc mơ, xe nhà cửa là danh vọng. Nơi ta sống đua nhau học với cách chơi con số tao thì coi trọng nơi tao sống. Họ phải sinh tồn trên internet, tuổi 30 kiếm cô vợ đẹp, ra ngoài nếm hào quang sực sỡ, về nhà 4 bức tường chặt hẹp. Nơi ta sống không cần nghe chim hót, chỉ nghe những đời vị von. Mất bao lâu để họ tỉnh ngộ ra, sao loài người tí hon. Bạn nếu có lòng tham đừng đòi công bằng, ở đây họ sinh ngôn ngữ kiệm lời, sinh ra thằng con không nói không rằng. Đắm chìm vào tệ nạn, họ săn lùng cảm xúc thăng hoa. Cuộc chơi không hồi kết, đi tăng một tăng hai tăng ba. Nghe tiếng cốc than nơi tràn ra. gọi anh là cậu ấm dầm bơi trong tình đa tài. Gặp với cậu em chance falling your right. Đồng hồ như tăng lên không gian như bị ngưng lại. Bạn bè em chậm im, phải giờ anh lặng im. Tại sao anh vẫn tin đôi định những ngày sẽ đến? Một những ice cream, chuyện mình như là phim. Và chắc chắn anh không muốn chuyện tình này với kết thúc. Đúng rồi anh ơi, wow. Làm tí Innova đi anh ơi. Anh chơi rap, còn em là diva. Anh muốn nghe em hát, còn anh nghe guitar. Anh là Picasso, em Mona Lisa. Anh là trap, thì thoại cả Vina. Chỉ cần tay mà nằm cho biến thêm tìm mana. Lên phố mua cho em cái đây gì aga. Như thầy anh không thích có tích và drama. Anh chỉ có một hoa là em ai đó thì ba hoa. Ông xua chết ra trên đường Sarah. Em trao chát cho cái bao khi anh Sarah. You lost and found me, baby. Lời gần sớm lòng anh cũng bên. Yeah, 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 yeah. You know vẫn on stage. Anh những cú táp vẫn yêu rap trong cơn say. Sao đâu men anh em mình rap chứ đâu có trình bày. Biến tất cả bọn họ trở thành khán giả trên hành trình này. Anh em mà cuộc sống tốt hơn họ bảo mình sống khác. Không có ai tắm hai lần trên dòng sông hết mấy thằng nhóc an. Anh em mà ai cũng đến bên đều cảm thấy được lợi. May là chúng ta vượt trội. Yo bro anh em đã được rồi. Anh em tôi đâu hết rồi Hà Nội ơi. Anh em tôi đâu hết rồi Sài Gòn ơi. Dạo này tôi ổn, hơi vẹo lưng một tí, cái ví hơi cộm. Vài câu chúc mừng bạn thành công còn được bạn đã cho. Bạn nói gì cơ tôi nghe không rõ, tiền đang to quá hơi ổn. Chắc có mình tôi thấy thằng này từng tay trắng vào bụng đói. Nó hơn em ai không nổi cứ tưởng chết nuôi vẫn không ai biết tới. Tôi biết không phải bạn kinh, tôi chỉ là bạn kéo ăn những vụ nói. Vậy giờ ăn mừng đi thôi, anh em tôi đâu hết rồi. Ôi rồi đừng chiều đèn vào tôi sợ bạn trói cái mắt. Anh em như bạn gái dạo này cứ nhắm tin tôi tới với tóc. Ngày mà tôi còn nghèo anh em bảo nghèo thì rap nó mới chắc. Giờ anh em vay tiền tôi mà nói không có sẽ làm nói dối mất. Từ bottom leo thẳng lên trên top như ngày xưa bạn ăn hay là đồng tiền này làm tôi bị mất trí. Bây giờ tôi ổn rồi, bạn có ổn không bro? What you want from me? Bạn nói xin đi tôi cho bạn tất dần dần hình thành những câu hỏi to, nhưng phải phấn đấu khi mãi fan, vẫn phải phấn đấu khi buông nó. Từ Sài Gòn ra tới Long Biên, nghe điều họ điêu luyến nhân viên, từng gì tiền để sướng như tiên, cái mà có tiền là sướng hơn tiền. Họ ơi, cho hết một phi của đời ta. Họ ơi, cắt con tôi đây này. Có lúc sóng gió, lúc câu có, lúc nhăn nhó, lúc trong khó khăn vẫn không lo lắng, luôn tươi tắn ăn trái đắng nhưng vẫn sống hàng sống hàng sống đổi mới tùy chơi với nhưng chơi tới không hề đâu. Đến âm nhạc là vẫn cứ on my bro. I'm freaking know it's hot to show, just let it go. Tell me how you good, help me. So long, tell me how you good, help me. Cuộc sống buồn tell me how you good, help me. Yeah, yeah you know right, baby, yeah you know right. Tell me how you good, help me. So long, tell me how you good, help me. Cuộc sống buồn tell me how you good, help me. Yeah, yeah you know right, baby, yeah you know right. Rap có một tình yêu nên là ngay từ bé nó có một điều ước, vợ tương lai ở nhà để cắm cơm, còn rap với anh là bát phở nhiều nước. Rap không chỉ là món ăn tinh thần mà anh có thể ăn được cả đời thay cơm. Ngoại tình với rap mà là để vợ phát hiện nó chỉ là nút thắt giúp cứng cay hơn. Viết nhạc là trang nhật ký để ghim giữ lại những mảnh tình vương. Tình ca giúp anh bật mí để anh thổ lộ với cả người mình thương. Anh muốn kể vai sát cánh cùng người anh em tên là Nguyễn Đình Dương, để khi bước lên sân khấu phải còn là mượt mà như là lúc nhìn gương. Nếu em muốn anh bỏ thì bảo anh đích xẻ áo mà ú đi, hãy để anh được rap để não anh tăng diện tích và chú vi. Nghĩ đến bạc cả đầu mà từ điển của anh không có từ bỏ. Anh yêu rap từ nhỏ vì thứ anh tạo ra là để cho đi. Bỏ vào mồm, đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, để chê anh bỏ ngoài tai lời nhạc anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 hay để nhỏ cái mồm. Bỏ, 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 khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Bảo nghề này khó cực nhăn nhó sao không bỏ. Điểm thật nhiều mặt tay xanh, anh ngồi làm tiếp đến khi mắt đỏ. Anh bảo nó anh không bỏ được thì từ bé ước mong cái ngày chạm vào tim người khác, thay vì chạm tay vào mấy chấm công dù ít nhưng cũng được khoe với mẹ là thằng có năng kiếm ra tiền, mang cái hương vị giới trẻ âm thanh mới mẻ bằng tiếng ba miền. Mong mẹ yên tâm ngàn lần, con toàn chơi với dân đang hoang, sáng tạo những trang toàn vần còn tối lại mơ giấy chân toàn vang. Anh bỏ rap là nhìn ngưỡng mơ mà bỏ cái cồn, anh bỏ rap đi chú trong xe mà bỏ cái đồn. Anh bỏ rap là như Hà Nội này mà bỏ cái nồm. Nói chung em bảo anh bỏ rap á, bỏ là bỏ cái hồn. Họ thấy anh như Vinh khuất, anh cháy hết mình ở trong quá lâu. Họ nói anh give it up, anh lắc đầu trả lời là không quá đâu. Anh có bỏ thì chỉ bỏ cái giá phải trả để cho thành công đến mau. Vì rap thì anh không còn đếm được những thứ anh phải bỏ lại. Vì sao anh bỏ con quay lại với tự cầm đồ để mà chị ở chơi lại con bi. Anh bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn lại cùng phá làm mấy con hit. Anh bỏ học phí là đóng cho sếp anh bởi vì anh đã từng thân thiết. Anh bỏ sân si sang lô kỳ, chúng nó nghĩ anh là một cầm điếc. Anh bỏ cơm bữa và còn hơn nữa để flow nghe ngọt mượt như bơ sữa. Anh bỏ giấc ngủ để những ấp ủ ở trong tương lai sẽ không chỉ còn là mơ nữa. Nên là bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Đã nghiện rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu? Đâu bỏ vào mồm. Yeah, lời chê anh bỏ người ta, lời nhạc anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 hay để nhọc cái mồm. Bỏ, 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 khác gì bỏ cái hồn. Nhỏ, 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 hay để Tết ơi, Tết cuối cùng là như nào? Chắc anh em đốt hôm nay rồi bỏ nhỉ? Nhưng mà bỏ vào đâu? Bỏ vào đâu á? Bỏ vào mồm. Nơi ta sống dân cư không đông, hoặc quý chồng nhau ở tấm lòng. Nơi ta sống theo cái cơm lao động chứ không phải là đơn giản để chấm công. Thì sáng dậy sớm gán kỳ quốc để bà có chiếc cơm ăn vào ấm lòng. Và họ coi nhà là tổ ấm chứ không phải là nhà giam để cấm còng. Thì á đông mẹ mà ngoài đông cho tay của ta ngà ta tiếc quá ngoài xa. người dẫn vì người ta đã bất công, cho người đang bất động cuộc sống cái bất an, cho người dân đây đã thất vọng. Đây là khu ta sống ra, đèn đường chưa có nhưng tâm ta sáng, đây là khu ta sống nè. Không có con đường để đi lên đi xuống, nhưng mà nơi ta sống không may tan vang ho vẫn hiên ngang trên cánh đồng. Điều mà hiên ngang trong trách thay bay, không ai gánh gồng. Cho những kẻ còn bất hạnh để tìm vùng đất lành, cho những kẻ còn tha hương thì cuộc sống màu hương, cho những đứa trẻ mồ côi đang trở thành con mồi, cho những điều màu đen tối diễn ra trên đời. Nơi ta sống họ coi tiền là giấc mơ, xe nhà cửa là danh vọng. Nơi ta sống đua nhau học về cách chơi, con số to để coi trọng. Nơi ta sống họ phải sinh tồn trên internet, tuổi 30 kiếm cô vợ đẹp, ra ngoài nếm hào quang rực rỡ, về nhà 4 bức tường chặt hẹp. Nơi ta sống không cần nghe chim hót, chỉ nghe miệng đời vì con. Mất bao lâu để họ tỉnh ngộ ra, sao loài người tí hon. Bạn nếu có lòng tham đừng đòi công bằng, ở đây họ sinh ngôn ngữ kiệm lời, sinh ra thằng con không nói không rằng. Đắm chìm vào tệ nạn, họ săn lùng cảm xúc thăng hoa. Cuộc chơi không hồi kết, đi tăng 1 tăng 2 tăng 3. Nghe tiếng khóc than nơi trần gian, chẳng điều gì bên lá cứ đâu mãi là sóng trời. Vì đồng tiền rằng cao đau đớn không nói lời, tự hỏi rằng mình thực sự sống chưa. Có đứa trẻ 16 đã trải qua đủ ngọt bùi đặc chua. Đời sống không có đâu là chuyện thương tâm, có chỉ đau là đời ta vực sao. lại là DJ House. Mama Morning Team. Họ gọi anh là cậu ấm young boy trong tình đa tài. Cà phê cậu em chance falling your right. Đồng hồ như tăng lên không gian như bị ngưng lại. Bạn bè em chậm im, và giờ anh lặng im. Tại sao anh vẫn tin dù định những anh sẽ đến? Một những ice cream, chuyện mình như là phim. Và chắc chắn anh không muốn chuyện tình này phải kết thúc. Đúng rồi anh ơi, wow. Làm tí Innova đi anh ơi. Anh chơi rap, còn em là diva. Anh muốn nghe em hát, còn anh nghe guitar. Anh là Picasso, Mona Lisa. Anh là trap, thi thoảng cả Vina. Chỉ cần tay mình nằm cho biến thêm tìm mana. Lên phố mua cho em cái Daisy Aga. Như thầy anh không thích có tích và drama. Anh chỉ có một hoa là em ai đó thì ba hoa. Ông xua chết ta trên đường Sarah. Em cho chớp trên cái bao khi anh Sarah. You lost and found me, baby. What? Lời gần sớm lòng anh không bên. Yeah, yeah, yeah. You know vẫn on stage. Anh những cú táp vẫn yêu rap trong cơn say. Sao đâu men anh em mình rap chứ đâu có trình bày. Biến tất cả bọn họ trở thành khán giả trên hành trình này. Anh em mà cuộc sống tốt hơn họ bảo mình sống khác. Không có ai tắm hai lần trên dòng sông hết mấy thằng nhóc an. Anh em mà ai cũng đến bên đều cảm thấy được lợi. May là chúng ta vượt trội. Yo bro anh em làm được rồi. Anh em tôi đâu hết rồi Hà Nội ơi. Anh em tôi đâu hết rồi Sài Gòn ơi. Dạo này tôi ổn, hơi vẹo lưng một tí, cài ví hơi cộm. Vài thông chúc mừng bạn thành công còn được đá cho. Bạn nói gì cơ tôi nghe không rõ, tiền đang to quá hơi ổn. Chắc có mình tôi thấy thằng này từng tay trắng vào bụng đói. Nó mới đêm mai không nổi cứ tưởng chết đuối vẫn không ai biết tới. Tôi biết không phải bạn kinh, tôi chỉ là bạn kèo ăn nhưng vụ nói. Vậy giờ ăn mừng đi thôi, anh em tôi đâu hết rồi. Ôi rồi đừng chiều đêm vào tôi sợ bạn trói cái mắt. Anh em như bạn gái dạo này cứ nhắn tin tôi tới với tóc. Ngày mà tôi còn nghèo anh em bảo nghèo thì rap nó mới chắc. Giờ anh em vay tiền tôi mà nói không có sẽ làm nói dối. Mất từ bottom leo thẳng lên trên top như ngày xưa bạn ăn hay là đồng tiền này làm tôi bị mất trí. Bây giờ tôi ổn rồi, bạn có ổn không bro? What you want from me? Bạn nói xin đi tôi cho bạn tất cả. Ai tell me are you good homie? Sau bao năm nay are you good homie? Cuộc sống buồn ba này are you good homie? Yeah, yeah you know right baby, yeah you know right, get xếp những khó khăn cực vào cõi khó. Dần dần hình thành những câu hỏi to, nhưng phải vẫn đầu tiên bài fan, vẫn phải vẫn đầu tiên buồn nó. Từ Sài Gòn ra tới Long Biên, nghe điều họ điều lý nhân viên. Từng gì tiền để sướng như tiên, cái mà có tiền là sướng hơn tiền. Họ ơi, họ cho hết một phi cuộc đời ta. Họ ơi, chắc có tôi đây này. Có lúc sóng gió, lúc câu có, lúc nhăn nhó, lúc trong khó khăn vẫn không lo lắng, luôn tươi tắn ăn trái đắng nhưng vẫn sống hàng một sống đổi mới thì chơi với nhưng chơi tới không hề đâu băng đâu băng. Anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi. Anh nhật viên của ta nói tam giác là vẫn cứ ổn mà bro. Khi thế giới khoác lác ta vẫn khốn khát là vẫn cứ ổn mà bro. Đang chìm trong khẽ lạc tim đến âm nhạc là vẫn cứ ổn mà bro. I'm freaking know it's hot to show.